vâng xin trở lại với quý vị với chương trình thời gian Thông qua với cô Bình và Xuân Phương chúng tôi vừa mới lượt qua một cái sự kiện mà nó rất là um, ồn ào ở tại vùng biển đông à, nhưng mà cũng trong vùng châu Á này kính thưa quý vị một quốc gia Thái Lan à, đã cũng có những cái sự kiện mà không ổn định trong suốt gần một năm qua à, khi từ khi phải nói là từ khi bà Luck Sinawatra À, lên làm thủ tướng đó thì uh, những cái cuộc biểu tình rồi những cái uh, sự chống đối diễn ra gần như hàng ngày và uh, diễn tiến của sự biểu tình không bạo động cũng có bạo động cũng có uh, qua cuộc chiến trên pháp lý bằng những cái tòa án để mà nhằm một mục đích là hạ bệ bà dinh Sinawatra cũng như là uh, hạ bệ cái phe đảng của bà ta xuống uh, thì uh, trong dịp một tuần vừa qua với những diễn tiến cũng có những cái sự kiện mới ờ, với uh, có lẽ là nhiều người mà ủng hộ bà Jinluck Sinawatra và cái đảng Puata của bà thì không mấy hài lòng lắm nhưng mà có một cái tin mới nhất đô từ tòa án hiến pháp của Thái Lan xuống à, vâng kính thưa quý vị um, bắt đầu từ uh, bây giờ đó thì có lẽ anh Quốc Bình rất là buồn vì sẽ không được thấy mặt bà Jinluck ở trên màn hình nữa À, một chính trị gia mà anh gọi là người phụ nữ chính trị gia mà đẹp đó rất là hiếm có đúng không? cho nên mới nói là phụ nữ mà đẹp làm chính trị rất khó hình như là phải xấu thì mới làm được hình như bị ghen tị đúng không? Ừ, đó, hồng nhan nó là giải kiếp hồng nhan vâng kính thưa quý vị thì trong ngày thứ tư vừa qua thì cuối cùng thì tòa án hiến pháp của Thái Lan đã buộc bà Zin Lúc phải từ chức À, bởi vì họ kết án bà gọi là lạm dụng quyền lực, à, đem một cái vụ mà xảy ra từ năm 2011, đem trở ra khi mà bà thuyên chuyển uh, cái vị trí của một uh, giám đốc hội đồng an ninh quốc gia và người ta nói rằng là bà ta cố, là, cố tình làm như vậy để mà cho một thành viên trong gia đình, có được hưởng cái lời thì một khi mà tòa án hiến pháp đã có cái quyết định như vậy đó thì bắt buộc bà riêng lúc phải từ chức nhưng mà có một cái um, chi tiết nhỏ đó là tòa án cũng nói rằng là những bộ trưởng mà không có liên quan đó thì không có cần phải từ chức có nghĩa là họ muốn vẫn chấp nhận cho giữ lại cái chính phủ của đảng Hoa thái là của đảng của bà riêng lúc bởi vì Um, trước đó người ta cũng lo sợ rằng là nếu mà cái phe đối lập họ sử dụng cái tòa án uh, hiến pháp để mà lật đổ nguyên cả cái chính phủ của đảng hòa thái thì cái phe áo đỏ lại nổi lên thì người ta sợ lúc đó thì cái vấn đề bạo động hai cái phe đối đầu lúc đó không còn trên pháp lý tòa án hay trên chính trường nữa mà sẽ là trên đường phố thì đó là điều mà phe đối lập cũng lo lắng vâng thì đó là một cái kết quả của một cái tòa án hiến pháp nhưng mà cũng vui buồn của mỗi phe thì thôi cứ để là coi như là hạ hồi tính nhưng mà dù gì cũng phải thấy đó là nó có một cái tính gì đó độc lập từ cái hệ thống tòa án ở tại thái lan với lại cái hệ thống hành pháp và cũng như là hệ thống lập pháp của thái lan không giống như việt nam chứ. đố có một ông tòa nào mà ở việt nam mà dám khui hết những vụ hối lộ hoặc là vi phạm những cái chuyện này ở việt nam mà kiểu như là thuyên chuyển người nhà thay thế vào chức vụ Ồ chắc như là thủ tướng á, ừ. chắc như là con gái làm trong nhà băng quốc gia, gọi là ngân, khổ, ngân hàng quốc gia đó ờ, Rồi con trai thì làm thế này thế kia đó Thì đếm đi sẽ có rất là nhiều người thân của ông thủ tướng, ông chủ tịch nước và cũng như ông bộ trưởng ở trong nước đó Làm tất cả những chức quan trọng như vậy Thì nếu mà có cái tòa án mà, mà cỡ này thì chắc là bị từ chức hết một loạt Cho nên là tòa án Việt Nam nó không có độc lập Tối thiểu là bằng Thái Lan chứ đừng nói là bằng Mỹ không thể độc lập độc lập là một ngày trước ngày hôm sau là chính phủ không còn người nữa thì <laughs> bởi vậy cho nên đó là dù gì nó mới thấy vẫn có cái hay của cái, cái cái, cái có lẽ là mình không không người mà thích bà diên lớp thì không thích lắm cái tòa án này nhưng mà nó nói được cái sức mạnh của bên tòa án ừ. nó có một cái sức mạnh không chối cãi giống như bên chính phủ không có thể chỉ đạo xuống và bên này không bị uy hiếp với cái kết quả của họ thì phải nói là đối với lại uh, uh, cái vụ án này thì uh, kết thúc nhưng mà cũng còn một cái vụ phiền toái khác mà bà yên lắc sinawatra cũng có thể là phải đối diện trong thời gian sắp tới đó là với một cái chính sách mà quý vị nhớ là uh, chính phủ của bà đưa ra một cái chính sách mua gạo giá cao hơn giá thị trường để giúp đỡ giới nông dân thì uh, trong tuần vừa qua vào ngày thứ năm đó thì uh, ủy ban chống tham nhũng quốc gia của thái lan cũng đưa ra một cái ủy ban luận tội bà này coi có 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 nghĩa là có uh, tạm phạm tội sơ xuất hay không trong cái chương trình mua gạo của chính phủ và nếu như mà quốc hội mà đồng ý với sự phê chuẩn này đó thì uh, tội cũng bị hơi nặng chẳng hạn như là cấm giữ chức vụ nào trong chính trị trong vòng 5 năm năm đó là cái điều mà gọi là còn giống như là một cái án treo tiếp tục nữa bởi vì uh, sắp tới đây thì Thái Lan có cái dự định là sẽ tổ chức lại cái cuộc tổng tuyển cử vào ngày 20 tháng 7 thì cái đảng Hoa Thái họ vẫn có cái khả năng là chiến thắng trong cái cuộc bầu cử đó và một khi chiến thắng lại đó thì bà Yingluck có thể được đảng đưa trở lại để cầm cái chức vụ thủ tướng lại nhưng mà nếu cái gọi là cái thượng viện này mà tuyên bố bà có tội đó thì coi như là bà Dinh Lúc cũng như là gia đình Sinawatra nói chung á là coi như không có thể trở lại được cái chính trường nữa. Vâng thì quý vị cũng thấy là uh, uh, Thái Lan cũng đã đưa một người phó thủ tướng uh, lên uh, làm cái người thủ tướng lâm thời và họ cũng thấy là cái sự ủng hộ, Đối với cái đảng của bà Zelotsa uh, đó còn đang mạnh mẽ cho nên là họ thì là muốn vẫn tiếp tục cho dù là đang rất nhiều sự bất ổn ở trong nước tiếp tục để mà thực hiện cuộc tổng tuyển cử vào ngày 20 tháng 7 tới đây. 20 tháng 7 là coi như mùa hè này rồi. Đúng. Trong khi mà phe đối lập đó thì đã nói không bây giờ là phải đợi cho sự chấn chỉnh xong rồi thay đổi và những cái sự cải tiến xong hết rồi hãy làm tổng tuyển cử một cách khác đó thì là phe chống đối đó muốn cái thời gian để cho họ gây dựng cái uy tín của sự ủng cái sự mà uh, influence của họ à, cái sự ảnh hưởng của họ nó lớn lên có có lẽ là cả hai phe đều nhìn thấy là bây giờ mà có cuộc tổng tuyển cử đi ăn nữa thì cái phe pro thái của bà cũng sẽ thắng Vâng bởi vì bên đối lập họ đang muốn một cái điều gọi là uh, cải cách cái hệ thống chính trị, cải cách lại cái uh, cái phương cách cái luật lệ trong bầu cử bởi vì nếu mà theo tiếp tục theo cái luật lệ hiện giờ đó thì cái nhóm người nông dân mà ủng hộ cho bên đảng hoa thái nói chung và đặc biệt cho cái gia đình siwanatra nói riêng á, thì là cái dân số người đó họ vẫn đông hơn cái thành phần mà người ta gọi là thượng lưu hay trung lưu ở những đô thị thì vẫn ít hơn thành ra bây giờ phải họ muốn bên phe đối lập muốn thay đổi cái cách gọi là uh, tính phiếu họ đòi hỏi nó phải giống kiểu như không phải trên đầu số người nữa mà là phải mỗi chia ra vùng rồi mỗi tiểu bang uh, được mấy phiếu như thế nào đó thì để mà như vậy đó cho dù đếm trên đầu người cái dân số ở đô thị có thể ít hơn dân vùng nông thôn nhưng mà họ vẫn còn cái cơ hội chiến thắng, còn nếu mà theo tiếp tục như những năm vừa qua đó theo cái cái cách bầu cử đó thì lại một lần nữa Đảng của Hòa Thái vẫn có thể thắng. Đúng vậy, cái phe đối lập đó cũng uh làm một cái kết quả để mà hạ một bà Dilux Sinawatra thôi nhưng mà không Chính hạ thật. toàn bộ cái đội ngũ mặc dù họ muốn như vậy nhưng mà bởi vì là đang có một cái sự ủng hộ từ cái giới nông dân đang ồ ạt lên trên thủ đô để mà làm cái cuộc biểu tình thì quý vị cũng thấy là trong cuối tuần mà ngày thứ sáu đó là bên ông Sutep đã dẫn hàng ngàn người đi đến gọi là biểu tình và chiếm cứ một số những cái trước những cái trụ sở của của quốc gia để mà chẳng như là truyền hình rồi cơ quan chính phủ để cho không cho cái phe của bà dê lất này để sử dụng những cái cơ quan đó à, và uh, trong khi đó người ta đang ngại một điều sự đối đầu của hai phe biểu tình một phe là chống đối một phe ủng hộ thì sợ rằng là mà người thái họ cũng không có ôn hòa lắm <laughs> có dễ dàng xây ra những cái sự đụng độ và có thể là từ ôn hòa thành bạo động vâng thì cái phe đây là quý vị thấy là phe đối lập thì người ta nói rằng hàng ngàn người nhưng mà bên phe áo đỏ họ cũng uh, có cái cuộc biểu tình vào ngày thứ bảy chuẩn bị thì người ta nói rằng phe áo đỏ là hàng chục ngàn người ừ. thì quý vị thấy rằng nếu mà hai phe này mà đối đầu với nhau đó thì uh, dù gì đi nữa những cái người mà đang trong cái cương vị là chính phủ của quốc gia đó họ cũng không muốn nhìn thấy cái sự mà bạo động mà đổ máu. vâng thì có lẽ là đối với Thái Lan thì có cuộc tổng tuyển cử theo như lịch bây giờ thì vẫn sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng bảy à, thì kết quả của cuộc tổng tuyển cử này nó ra sao thì có lẽ sẽ quyết định số phận được hay không hay là vẫn tiếp tục không ổn định nữa à, thì chúng ta sẽ còn chờ sự tiếp diễn ra sao à, nhưng mà dù gì chẳng nữa chúng ta nghĩ rằng là tại Thái Lan đó một quốc gia mà chúng ta cũng hay nói ngày xưa đó là uh, theo sau Việt Nam rất xa Đúng. Nhưng mà bây giờ phải nói là cái tính dân chủ và cái tính độc lập của cái ba bộ tư pháp, hành pháp, lập pháp của họ hơn Việt Nam rất nhiều à, Và tối thiểu là cái hình ảnh của những cuộc biểu tình, tiếng nói của người dân đó. Họ nói lên được cái tiếng nói người dân nhiều hơn là Việt Nam nhiều à, Họ bước xa hơn Việt Nam quá xa trong một cái thế giới hiện đại ngày nay Thì nhìn nào đó mình cũng thấy ngưỡng mộ Thái Lan một phần à, Mặc dù lo không ổn định nhưng mà nó có phần cho mình thấy ngưỡng mộ thì thôi thì có lẽ đây là cái quá trình gọi là phải qua để mà tiến tới một cái mức dân chủ cao hơn thì uh, bây giờ chúng tôi xin một vài phút cho phần thông tin thương mại và um, để mà trong khi uh, chờ bắt qua một cái chủ đề khác cũng rất là nóng quý vị và có lẽ là ở gần với hoa kỳ hơn